Ở cuối tập 72, sau khi Diệp Phàm đi tới nơi đổ thạch cứu tên lắp bắp, anh ấy rất nhanh đã bắt đầu tham gia vào cuộc chơi thử vận may. Lúc này, sau một hồi nghiên cứu, Diệp Phàm rốt cuộc cũng chọn được một viên khoáng thạch. Bởi vậy, anh ấy liền bảo tên mập lấy nó đi. Rất nhanh, cầm cục đá trên tay, hai người đã liền tới nơi có thợ xẻ đá và bắt đầu quá trình xẻ khoáng thạch để tìm nguyên. Và chỉ sau tích tắc, ngay khi vị trung niên kia nhận được đá, chiếc dao trên tay ông ta đã liên tục vung lên, cục đá liền bị xẻ ra. Nhất thời, khi cục đá tách ra, nó liền lộ ra bên trong một khối nguyên nhỏ khiến Diệp Phàm và tên mập vô cùng phấn khích. Còn người xẻ đá kia, ông ta cũng rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên ông ta thấy trong cục đá phẩm chất thấp nhất kia lại có nguyên. Và để kiểm nghiệm tài năng của mình, Diệp Phàm lại tiếp tục chơi một lần nữa. Rất nhanh, anh ấy và tên mập đã liền đi về phía nơi chọn khoáng thạch. Thế nhưng lần này, xung quanh Diệp Phàm đã có một vài người đi theo, họ muốn xem thử anh ấy có gì đặc biệt. Rất nhanh, vẫn là như cũ, ngay khi Diệp Phàm tiến đến thì người phụ nữ kia cũng lập tức khởi động chiếc bàn. Nhất thời, rất nhiều đá quý ở đây cũng liền hiện lên trước mắt. Rất nhanh, khi Diệp Phàm nhắm mắt lại cảm nhận, nơi đây lại một lần nữa trở thành màu đen tối. Sau đó, bất chợt trên bàn liền có ba viên đá tỏa ra ánh vàng rực rỡ xuất hiện. Thấy thế, Diệp Phàm cũng liền nói vị trí của ba viên đá. Ngay sau đó, khi ba viên đá nổ lên trong hộp, tên mập cũng ngay lập tức lấy nó đi và tới chỗ người đổ thạch. Rất nhanh, tiếp nhận ba viên đá, người đổ thạch kia lại một lần nữa múa may với tài nghệ của mình, từng con dao với đủ loại kích thước sáng lên. Ngay sau đó, lão ta vỗ mạnh tay lên mặt bàn, khiến chiếc dao nhỏ bay lên. Chỉ trong tích tắc, lão ta đã liền nắm lấy một con dao và bắt đầu cắt qua viên đá thu khổng lồ. Chỉ trong thoáng chốc, viên đá thu kịch to đùng kia đã bị loại bỏ đi lớp bên ngoài. Ngay sau đó, người đổ thạch kia liền dùng con dao nhỏ cắt cùng lúc ba viên đá kia làm đôi. Ngay lập tức, nó liền để lộ ra ba khối nguyên tỏa ánh sáng lấp lánh. Thấy vậy, tên mập vui sướng nhảy lên. Lần này, theo lời hắn thì lại phát tài nữa rồi. Và cũng bởi Diệp Phàm xuất sắc như vậy, anh ấy đã liền được mời tới tầng trên cùng. Thế nhưng đang đi, anh ấy lại vô tình va phải một tên sở khanh đang nô đùa với một cô gái. Thì ra, tên kia chính là người đã bắt tên lắp bắp. Hắn ta là người quản lý nơi này. Vừa gặp, hai bên đã liền trao đổi một hồi. Và tất nhiên, cái tên quản lý cái phường này, hắn ta thì rất hống hách. Cuối cùng, sau một thời gian võ mồm, hắn ta mới chịu để Diệp Phàm đi tới gặp tên lắp bắp. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi gian phòng trống, tên lắp bắp lúc này đã bị đám người ở nơi đây treo ngược lên và thiêu đốt. Thấy vậy, tên lắp bắp sợ hãi, hắn ta không ngừng gào thét. Rất nhanh, Diệp Phàm đã nghe được tiếng kêu cứu của tên lắp bắp. Ngay khi Diệp Phàm cùng tên mập đi tới, thấy tên lắp bắp đang bị hỏa diễm thiêu đốt, Diệp Phàm vô cùng tức giận. Ngay lập tức, anh ấy liền nói tên kia thả người ra. Thế nhưng, hắn ta không chịu, hắn ta muốn ngân lượng để chụp người. Lúc này, Diệp Phàm đã không bình tĩnh được nữa. Ngay lập tức, anh ấy liền gào lên rồi tung quyền vào mặt chấn bay tên chủ phường ra xa. Thế thế, đám người ở xung quanh cũng ngay lập tức lao về phía Diệp Phàm, hỏng công kích anh ấy. Đáng tiếc, cho dù bọn chúng có lao tới bao nhiêu, Diệp Phàm cũng chấp hết. Rất nhanh, chỉ trong tích tắc, Diệp Phàm đã tẩn cho đám người kia một trận tơi bời. Tuy vậy, đám người kia vẫn rất ngoan cố, vũ khí trong tay lại một lần nữa phóng về phía Diệp Phàm và công kích anh ấy. Thế nhưng, động tới Diệp Phàm, kết cục của bọn chúng vẫn là bị tiêu diệt, cơ thể toàn bộ đám người của phường đổ thạch kia bị đập nằm la liệt. Ngay lập tức, Diệp Phàm cùng tên mập cũng liền cắt dây cứu tên lắp bắp thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Diệp Phàm không muốn dây dưa cùng đám người này nữa để đã dẫn Vương Xu và Nhị Lăng Tử nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng không lâu sau, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Diệp Phàm lại một lần nữa tới nơi đổ thạch phồn hoa nhất nơi này. Chú ý quan sát, anh ấy kinh ngạc phát hiện miệng rộng Đổ Phi cũng tới. Tới đây, Diệp Phàm lẩm bẩm nói, hắn chạy tới đây tham gia náo nhiệt, khẳng định không có chuyện tốt. Tới đây, Diệp Phàm cẩn thận hơn một chút, anh ấy biết nơi này là địa bàn của Giao Quang Thánh Địa, vì thế tránh để người ta phát hiện ra mình thì càng tốt. Còn phía xa, cái tên Đồ Phi kia thì vẫn tấu hài in như cái lúc mà hai người gặp nhau, tên này đúng thật là quái gở. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn, theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Đến đây thì hết tập 73 Giả Thiên, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.